Nhi xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Bây giờ là 5 giờ chiều, cả nhà, một buổi chiều rất là đẹp luôn, trời lộng gió, mát mẻ lắm cả nhà. Hôm nay thì anh Thép chở Sơn với lại chở chú Bình nữa, với lại ông ba nữa hay sao, ông ba buổi trước mà lên rẫy cả nhà. Hôm nay thì anh Thép chở để lên đó để mà lên rẫy để mà làm mấy cái công việc ở trên rẫy á, có nhiều việc trên đó chưa có làm. Sáng nay thì đi rồi, chắc là khoảng 7 giờ. Bình thường nếu như mà Nhi đi chung với anh Thép là khoảng giờ này là bắt đầu là gom đồ đạc là chuẩn bị lên đường về, mà từ trên đó chạy về đây là cũng phải mất 2 tiếng, thì khoảng 7 giờ hơn thì anh Thép mới về tới nhà. Sáng giờ thì Nhi ở nhà luôn á cả nhà, mấy ngày hôm nay là Nhi ở nhà không có đi theo anh Thép đi làm, chỉ ở nhà thôi. Với lại kiểu bữa giờ mấy em đi bắt cá rồi cả nhà, buồn nó ra nó đứng nó nhìn. Bố ơi mà nhiều chuyện dữ bố. Bà bui nữa. Dữ nha. Bố. Ôi cọp chạy ra nữa. Ba anh em nói nha cả nhà. Ê ê bậy. Ba anh em nói mỗi lần có thấy dấu hiệu gì là ba anh em nó cùng nhau kéo ra cái ao vậy đó. Nhất là mẹ bui nè. Nhỏ con mà sung lắm. Ôi con này nó đái đủ chỗ hết nha cả nhà, không biết nó có bị vấn đề về thận không mà đụng chỗ nào nó cũng đái hết, mà đá mỗi chỗ một chút chút à. Vô nhà cọp ơi. Bữa trước Nhi đi vào nhà thầy Họa có gặp, ôi giỡn có gặp mẹ của con cọp á, cọp mẹ, còn đây là cọp con. Ui nó đái nữa này, nó cứ đái từng chút, không biết nó có bị thận không. Rồi chạy đi nữa rồi. Hôm bữa giờ thì Nhi với anh Thép đi làm xong rồi đi lên rẫy khá là nhiều quá, cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Mặt đứa nào cũng ốm lại, hóp rộp, hóp má lại luôn cả nhà. Vừa rồi Nhi với anh Thép có được ra thì nhà thầy Hòa, gặp thầy Hòa thì thầy Hòa chia sẻ sử dụng yến, tổ yến á cả nhà, để mình chưng lên mình uống thì nó hồi phục sức khỏe của mình nó dễ dàng hơn. Cái là Nhi với anh Thép thử mua về thì cả hai đứa trước đây đều chưa ăn cái yến mà chưng từ cái ổ tổ yến đâu, chỉ có uống là uống nước yến thôi, uống trong cái hũ thủy tinh hoặc là trong cái lon người ta làm sẵn, chứ chưa bao giờ mà mua về mà tự chưng. Hôm nay thì Nhi sẽ vào thử làm thử một cái mẻ yến để lát nữa cho anh Thép về uống với lại cho gia đình mình dùng luôn nha. Ở đây Nhi có thấy rất là nhiều cuốn chiếu luôn cả nhà. Con này nữa nè, mà con nào con nấy bự út nút bằng cái ngón tay út của mình luôn á, thậm chí là bự hơn nữa. Mà cái vườn này á, mỗi lần Nhi qua là Nhi thấy rất là nhiều mấy cái con cuốn chiếu như thế này. Hình như Nhi nghe nói rằng ăn cái này, ăn con này vô là bị giờ sao. Ủa con bu nó chạy tới. Đi đâu vậy bu? Thôi chị từ xa thì phóng tới luôn à. Con bu này cứ mỗi lần mà mở cửa là nó cứ chạy vô trong nhà, nó nằm trên ghế nó ngủ. Còn nếu như mà nhốt nó ở ngoài á, thì nó lại nằm trên ghế đá cả nhà, nó ngủ. Nó toàn nằm trên ghế nó ngủ thôi. Bu ra đây chơi, đi vô nhà nè. Vô đây mà. Ui da, kiến cắn. Đi vô nhà này hai đứa. Mở cửa cho vô nè. Vô. Hả hai đứa. Còn con buôn đâu? Bu kêu em buôn về, buôn kìa. Buôn ơi. Về nhà buôn. Ủa? Về nhà con. Đi. Đây này cả nhà, đây là cái hộp yến mà bữa trước Nhi với anh Thép mới mua. Nhưng mà cái yến này là nó còn lông. Nghe thầy Hòa chia sẻ rằng là yến ở ngoài thị trường rất là khó mua yến chất lượng. Mà yến mà đã lấy lông sẵn thì
mình cũng không có đảm bảo được, cho nên là thầy nói là nên mua yến có lông về nhặt nhặt chừng 20 phút thôi, nhưng mà nó đảm bảo được sức khỏe của mình. Còn mình mua yến kia cũng được, nhưng mà mình khó mà biết được là yến đó nó có thiệt hay không. Nghe thầy Hòa chia sẻ như vậy cho nên là thôi Nhi với anh Thép lấy thử một hộp, không biết là mình lựa lông của nó ra mất nhiều thời gian không. Hôm nay thì Nhi sẽ ra làm thử một cổ yến, một cái tai yến lần đầu tiên Nhi làm luôn á, không biết rằng là mình làm cái nó có tốt, nó có được hay không, tại vì có nhiều nhiều tại vì nghe thầy Hòa nói á, rằng là nếu mà mình không làm đúng cách đó, thì mình chân yến nó sẽ bị tan ra hết, không biết có phải hay không. Bây giờ mình sẽ đi ngâm, mình nấu một cái miếng này thôi á là phải mất mình nấu một cái miếng này thôi là mình có thể sử dụng mấy nhiều lần lắm cả nhà. Một cái miếng này Nhi sẽ nấu với lại 900 ml nước nha. Giờ mình bỏ vô đây, xong rồi mình đổ nước vào mình ngâm, ngâm cho nó mềm ra rồi mình ngồi mình lựa lông. Giờ đi ngâm đó. Trong khi mà chờ ngâm cái tai yến này nó mềm ra để mình dễ nhặt cái lông ấy cả nhà. Còn cứng lắm, phải ngâm tới 20 phút rồi. Thì bây giờ Nhi sẽ rửa mấy cái hũ với lại cái thố này để mình chưng nha. Cái hũ này á là Nhi mới mua xong rồi có rửa qua nước rồi, bây giờ Nhi sẽ nhúng qua nước sôi. Cái thố này á, là Nhi sẽ dùng để chưng yến này. Chưng hết một thố xong rồi Nhi sẽ chiết ra từng hũ để mình để dành sử dụng dần dần nha, chứ không thể nào một tay yến này mà mình ăn hết một lần được. Chắc là Nhi sẽ làm chắc khoảng tầm 8-9 hũ lận á. Bây giờ bắt đầu Nhi sẽ đổ nước sôi để mà rửa mấy cái sát khuẩn mấy cái hũ này nha. Giờ Nhi sẽ chắc mấy cái hũ này vào trong cái thau này. Một cái hộp hũ như thế này là 12 cái, nhưng mà Nhi chỉ làm 2, 4, 6, không có làm hết 12 hũ đâu cả nhà. 2, 4, 6, 8, 8 hũ thôi. Thôi một hũ nữa, 9 hũ. Rồi, hết chỗ rồi. Nhi sẽ chế nước sôi lên. Sau một hồi ngâm ra thì cái tai yến của mình nó cũng mềm rồi nè cả nhà. Nhưng mà nó quá trời lông luôn, với lại nó có mấy cái giống như là sạn á, cái này cả nhà trắng trắng này. Nước ra rất là dơ luôn. Mà cái phần đầu này còn hơi cứng, nhưng mà bây giờ Nhi sẽ bắt đầu nhặt lông từ từ nha cả nhà. Như mình nghe cái chị mà bán chia sẻ là bỏ vô một cái đĩa màu trắng rồi mình nhặt ra từng cọng, bây giờ Nhi sẽ nhặt ra. Giờ sẽ tiến hành nhặt, không biết là nhặt đến khi nào mới xong được hết cái tổ này đây. Rất là nhiều lông nhỏ luôn. Nhưng mà Nhi đi mua cái nhíp để mà lặt thì không biết mua ở đâu. Ở ngoài tiệm chỗ mà bán đồ mũ Nhi hỏi thì không có. Rất là nhiều lông nhỏ luôn. Nhỏ y như là cái sợi chỉ mà nhỏ xíu. Wow. Sau hơn 1 tiếng luôn á cả nhà, thì Nhi đã lựa lông được một cái tai yến được bao nhiêu đây, mà 1 tiếng đồng hồ nó có rất là nhiều lông lông tơ nhỏ. Thậm chí như bây giờ là hiện tại, tình hình hiện tại là Nhi chỉ mới lựa ra được khoảng 90% lông thôi, vẫn còn một số ít lông tơ nữa mà mình không thể nào mình lựa ra được hết. Trong đây nó vừa có lông nè, nó vừa có đất đá này, nó còn vừa có cái vỏ vỏ trứng nữa cả nhà, cho nên là ngồi lựa rất là lâu luôn á. Thì sau 1 tiếng thì Nhi cũng xong rồi. Một tai yến như này á là lúc nãy Nhi tưởng đâu là làm được 1 lít nước,
Nhưng mà không, một tay yến này mình chỉ làm được 500 ml nước thôi. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành chưng yến nha. Nhi sẽ dùng cái thố này chưng. Nhi dùng thêm một miếng gừng nữa, tại vì Nhi cảm thấy là cái yến nó hơi tanh đó. Lúc nãy giờ Nhi ngồi Nhi Nhi nhặt lông mà Nhi thấy cái mùi nó rất là tanh, cho nên Nhi sẽ dùng gừng để át bớt cái mùi tanh của nó. Hôm nay Nhi chỉ làm yến chưng với lại đường phèn thôi. Đây là lần đầu tiên cho nên là Nhi không dám chưng với loại hạt sen hay táo đỏ gì, mình sợ làm cầu kỳ quá mình làm không có ra gì á, nên là trước mắt là hôm nay Nhi sẽ chưng yến với hạt sen thôi. Nhưng mà thật sự là trong quá trình mà lựa long yến thì Nhi muốn bỏ cuộc luôn á cả nhà. Ôi ơi. Rồi bây giờ bắt đầu chưng nha, dùng cái thố này. Thố này Nhi đã rửa sạch rồi. Giờ Nhi sẽ cho cái phần yến này vào nha. Một tay yến mà làm mất 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà lúc mà Nhi mua thì họ nói là 20 phút thôi em, lựa nhanh lắm. Xong bây giờ Nhi sẽ cho mấy miếng gừng vào để cho nó bớt mùi tanh. Rồi Nhi sẽ cho nước vào, 500 ml nước nha. Nhi mới chuẩn bị một cái nồi để mà mình chưng nha. Đây là một cái khăn Nhi lót ở dưới để cho cái nồi này á, nó không có chạm đáy cái nồi kia. Bây giờ Nhi sẽ cho nước vào. Để cho nước vào trước đã. Theo hướng dẫn á, thì mình sẽ chưng trong vòng là 30 phút. Rồi, mình cho cái nồi này vào. Rồi, mình sẽ bật lửa lên và chưng nha. Bây giờ là đã đủ thời gian rồi cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ tắt bếp và Nhi sẽ cho thêm đường phèn vào nha. Lúc nãy mình nấu chỉ có yến với lại gừng với lại nước thôi, chưa có đường phèn. Bây giờ Nhi sẽ cho đường phèn vào. Mà sao Nhi thấy nó còn cục màu trắng ta, không biết nó là chín đều hết chưa nữa. Giờ Nhi sẽ cho đường phèn vào nha. Vì là anh thép cũng ăn ngọt đó, cho nên là Nhi sẽ cho hơi nhiều một chút. Hai. Để cho dễ ăn. Rồi mình tiếp tục sẽ đậy nắp và ủ trong vòng 15 phút nữa nha. Chờ khi mà ủ 15 phút á, thì cái nồi yến của mình nó sẽ vừa tan cái đường phèn ra và nó sẽ nguội. Sau khi nguội thì Nhi sẽ cho vào cái lọ này và để dành ăn. Đây cả nhà, cái phần yến Nhi đã chưng xong rồi này cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ múc ra từng cái hũ thủy tinh và để trong tủ lạnh để ăn dần nha. Đây cả nhà, đây là một phần yến nè. Yến mình ở nhà mình tự nấu á, thì cái phần yến mình dùng nó nhiều. Xong rồi nè cả nhà, một tay yến thì Nhi chưng được 5 hũ như thế này. Lúc nãy Nhi sử dụng 500 ml nước, thì một cái hũ này là do Nhi là chế đầy á, nên là nó hơn 100 ml lận á. Một cái hộp yến một lạng như vậy á, thì nó chỉ có được lúc nãy Nhi đếm là được 9 tay, 9 tay hay 8 tay gì đó. Đây, một lần nấu mình được 5 hũ như thế này nha. Thường á, là mình uống yến thì mình sẽ uống trước khi ngủ thì nó sẽ Ủa, tốt hơn. em làm rồi hả? Dạ em làm rồi, em làm yến chưng đường phèn. Ủa cái gì mà bỏ cái khăn ra đây chi vậy? Rồi cái đó để nước em ha, em chưng á. À, chân hả? Anh lấy một ly một một hũ anh uống thử đi. Giờ bọn nó ăn cơm. Ăn lúc trên đường đi về ăn rồi phải không anh? Ăn cơm không?
Ôi, ăn xong uống xong cũng được. Thế sẽ thử nha. Đây là lần đầu tiên từ bé tới lớn giờ Nó chưa ăn bao lấy giờ muỗng không? ổn yên. Ủa sao có hai bốn có Năm hũ à? một tay có năm hũ à hả? Dạ. Sao ít thế vậy ta? Một tay nó 400 ngàn mà được có năm hũ không? Một tay tính ra 400 ngàn mà được có 5 hũ, một hũ này 100 ngàn hả? Đúng rồi. Trời ơi, tất cả mọi người ơi. 400 ngàn là chưa chưa tính tiền công để mà ngồi lột lấy từng cọng Ồ. lông á, trời nó lâu lắm anh. Em có quay cảnh lấy lông không? Có qua chút xíu rồi, Để lâu lắm. mai anh xem thử. Mời cả nhà nha. Nói thì nó cũng hơi nhục chút xíu chứ hồi nhỏ lớn rồi mình không biết là yến cái gì luôn. Em cũng lần đầu tiên em làm á. Cái, biết cái uống nước yến gì mà cái gì lo 10 ngàn thôi. Mời cả nhà nha, tiếp sẽ thử nha. Em bỏ gừng đúng không? Đó, có gừng ở trong cái ly á. Gừng với đường phèn. Hình như là cái mùi gừng nó lắng mùi yến em à. Chứ cái mùi nó tanh lắm anh à. Tanh lắm hả? Em ngồi em lấy lông mà Hết tanh rồi. em chịu không nổi mà. Tanh ghê nó hả? Em phải bỏ nhiều gừng nó mới át được cái mùi mùi tanh á. Mình cũng quên chia sẻ với tất cả mọi người, cái này là mình nghe người ta nói thôi nha. Nhiều người á, người ta không có uống yến đâu. Bởi vì người ta nói là uống yến là mình gây nghiệp sát sanh. Thì nếu như thế này nè mới là gọi là sát sanh. Ví dụ như là mình đi ngồi đảo yến đảo á, mà mình thấy tổ mà chưa chưa con chưa có con vẫn chưa có cái ấp con chưa có nở á, mà trong tổ vẫn còn trứng á, thì mình lấy về mà trong tổ vẫn còn trứng nha, thì người cha mẹ của con yến á, khi mà nó về nó không thấy cái tổ nó sẽ đâm đầu vào đá chết luôn tại chỗ luôn cả nhà, là tự tử nha. Bởi vì mình khi mà mình đi trên đảo vô chỗ những cái đảo yến mà thiên nhiên á, mình thấy vết máu trên đá là nó tự tử á. Bởi vì á, nó khi uống yến thì chúng ta cũng cũng gọi là thép tình cờ nghe một cái trên YouTube thôi, phải nói chung là có những người người ta khi mà nghe rồi người ta không uống đâu, nhưng mà bây giờ là yến này là yến đã được nuôi công nghiệp rồi, đã được nuôi trong nhà yến rồi, thì cái người chủ nhà yến á, là khi nào con yến nó nở con xong nó dẫn con nó đi thì họ mới thu hoạch cái tổ, để mục đích là sau này có con yến á, nó sẽ con yến con đó nó sẽ về nhà đó nó đẻ, có nghĩa là gầy giống á. Còn yến mà yến ở đảo yến mà thiên nhiên á, là có thể là cái người đi bắt họ kiểu mà ham á, ham lợi nhuận á, lấy về cho nhanh á. Bởi vì cái này là thép chỉ coi trên YouTube thôi, mình chia sẻ lại thôi. Lần đầu tiên mình uống mình cảm giác phải nói là ngon á, thì nó cũng không có ngon gì lắm đâu cả nhà. Nó uống như là kiểu như mủ trôm vậy á, nó không có gì ngon hết á. Đúng rồi, có giống Mà như sao mắc mũ dữ trôm. ta. Nghe nói là chắc là nó bổ. Hôm bữa mình ra nhà ông thầy mình rồi sao ông thấy ông thầy bán yến á, rồi thép mua ăn thử để cho biết. Mình nói là nhỏ giờ mình chưa ăn thì mình mua bây giờ mình ăn thử. Gần rồi. Còn bốn Chắc hũ là á. nha. Ui ơi. Đó cái giá. Nước sôi tắt bếp luôn anh. Wow. Em có biết tại sao lại anh lại ấy không? Nè, anh làm lại cho em xem này ha. Rang. Ui chó sủa luôn. Cả nhà có biết tại sao mà thép phản xạ như vậy không? Dù gì mình là cũng con nhà nhà giỏ mà cả nhà thấy tự nhiên thấy một cái âm thanh nào đó nó lao tới không, mình quay ra để một chỗ liền, nhưng mà ai ngờ cái giá Bếp tắt bếp luôn anh, nước sôi rồi. tắt luôn hả. Rồi nói chung là theo thép đánh giá đây là lần đầu tiên thép uống yến mà cũng chính tay là vợ thép nấu, thì nói về ngon thì nói thật luôn là nó cũng không có Cái mùi vị. nó không có cái mùi vị gì hết á. Nó không phải là cái món ăn mà chúng ta ăn vào thì chúng ta biết là cái mùi vị ngon hay không ngon, còn này nó khó tả lắm. Y như chúng ta uống một cái lon nước yến bình thường vậy, nhưng mà nó chất lượng hơn chút xíu thôi. Nó kiểu nhạt 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 vậy. Chắc là mình nghĩ là nó bổ dưỡng cho sức khỏe, bởi vì nó số tiền nó mắc tí.
nói mắc một tí nó cũng hơi khiêm tốn. Cái này là 2 ngày mình uống một hộp thôi. Ừ, nói mắc một tí thì nó cũng hơi khiêm tốn, cả nhà mắc bà cố luôn. Một hũ này mà uống có chút xíu 100.000. Thôi cảm ơn vợ yêu nha, cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ thép đi nghỉ ngơi, mai thép đi rẫy nữa Lấy nha. một một hộp đưa cho ba uống luôn, Đây còn ba củ kia để trong tủ lạnh đây này. hôm qua hôm nay uống lên rồi. À, bỏ ăn cơm xong uống nhé, thử nha. Bây giờ Nhi sẽ cho mấy con bé nhà Nhi ăn. Bu ơi, đây con. Nhi mới thiết kế cho con Bu bộ lông mới cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ kêu nó ra để cho cả nhà xem nha. Bu ơi, đây đây con. Đây phải cận cho cả nhà xem cái bộ tóc mới của Bu. Nhi cạo hai cái lỗ tai của nó xong rồi cạo bớt cái mõm của nó, nhưng mà vẫn để lại cái bờm á, nhìn nó giống như cái con mà ở trong sở thú mà nó hay phun nước miếng cả nhà. Cái con mà nhìn hơi giống kiểu con lạc đà nhưng mà nó nhiều lông á. Hôm trước Nhi đi sở thú ở trong Phan Rang có cái con đó, nó hay phun nước miếng lắm này. Lúc đầu là Nhi không có định làm nó kiểu này, nhưng mà tại vì cái tai của con Bu á, đây này cả nhà xem, nó bị cái kiểu như bị giống như là bị gầu ngay chỗ cái mép tai này, nó cứ bị gợn gợn cục á, mà mình phải cạo nó đi, cạo cái bớt cái lông nó để mình xúc thuốc cho nó đỡ. Đây này, Nhi chần chừ mãi mà không có biết cái nên là có cạo hay không, tại vì sợ là thời gian đầu cạo thì nó sẽ gãi, nó gãi thì nó sẽ lỡ ra thêm, nhưng mà bây giờ nó khô rồi này cũng đỡ. Nhưng mà cạo cạo xong hai cái tay nó xong rồi cạo bớt cái râu quanh cái miệng nó cả nhà, chừa lại cái bờm ở dưới đây là nhìn nó giống như cái con hay phun nước miếng ở trong sở thú. Dạ ăn cơm này Bu ơi, quả không ăn cơm hay sao vậy đó. Cái bờm nó dài lắm cả nhà, nhìn nó rất là giống luôn á. Bu làm gì mà sung dữ Bu. Bu nó chạy vòng tròn, giờ cũng trễ lắm rồi cả nhà. Nhi xào cơm với lại tép cho nó tụi nó, tại vì hôm nay nhà cơm không có rau, không mà rau củ ăn hết luôn rồi nên là không có phần cho tụi nó, nên là trộn cơm với tép cho tụi nó ăn. Đây củ cọp, đây cọp bên đây không buồn. Con này nó nhỏ nhưng mà nó ăn cũng được nhiều lắm á. Đây Bu, Bu ơi. Hơi nhiều cho con cọp bớt. Bu. Bu Bu. Bu nó sợ con cọp á cả nhà. Ở đây con. Đây. Nó vừa tới con cọp đó. Ừ, rồi con Bu chạy mất dép qua đây. Đây Bu. Đánh sang cọp ra rồi đó. Nhìn nó mắc cười cả nhà. À, cứ đi làm về là thấy con Bu này nó hay ngồi trước cửa trước cổng á, nó ngồi nó chờ mình về lắm. Nó rất là thính luôn á, mình nó chỉ cần nghe thấy tiếng xe là nó biết xe của mình là nó ra đó nó ngồi. Giỏi. Chắc là Nhi xin phép kết thúc video ở đây luôn nha. Rất là cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video này. Nhớ để lại cho Nhi một cái like nha, một cái đăng ký kênh nữa, và để lại bình luận bên dưới góp ý cho Nhi biết với về những góp ý về nội dung video nè, góp ý về Nhi nè đó. Có thể là Nhi ơi nó nhiều lên hoặc là Nhi ơi nó ít lại. Các cô chú anh chị nếu mà yêu mến Nhi thì cứ để lại bình luận bên dưới góp ý để Nhi có thể hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Giờ thì bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.